Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình làm khô gà lá trúc nha các bạn. Ở đây là sườn non, mình có 3 bịch sườn non. Mình cắt mình cho vào đây mình ngâm. Ngâm khi nó nở hết ra rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Đây là trái trúc rồi các bạn. Các bạn thấy trái trúc không? Nó sẽ là trái trúc. Còn đây lá trúc. Lá trúc các bạn nó khác lá chanh nha. Lá trúc nó sẽ như vậy nè. Nè. Nó có một cái lá nhỏ và một cái lá lớn. Còn lá chanh thì nó chỉ có đơn giản là một lá thôi nha. Một lá thôi. Còn lá trúc là dày vậy các bạn. Gọi là lá trúc. Mình làm thay vì mình làm khô gà lá chanh, mình làm món chay, nhưng mà bây giờ mình làm khô gà lá trúc. Khi các bạn làm lá trúc các bạn làm 4 5 lá, 5 6 lá cũng được, nhưng mà lá chanh các bạn làm khoảng chừng 2 3 lá. Tại vì lá chanh nó sẽ bị đắng, còn lá trúc nó rất là thơm nha, nó sẽ không bị đắng. Đó. Bây giờ mình để đây rồi một lát nữa mình sườn non nó nở ra hết rồi. Mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Bây giờ sườn non mình đã ngâm xong mới nở mềm rồi các bạn. Rồi mình vắt cho thiệt ráo nha, mình xả ra 3-4 nước mình vắt cho thiệt là ráo. Rồi bây giờ mình sẽ xé ra nha. Tại vì mình không có móng tay các bạn, mình cắt sát để khi mình làm món ăn cho nó sạch sẽ. Nên mình cắt sát rồi. Mình không có xé được nên mình lấy mũi dao nha, mình xé như vậy. Rồi mình cứ xé cho đến hết luôn nha. Đó, mình xé cho đến hết. Bây giờ sườn mình đã xé ra hết rồi kìa. Bây giờ mình cho nước vào nè. Mình vắt là một lần nữa cho nó kỹ nha. Hồi nãy mình xả 4-5 nước rồi các bạn. Mình xả 4-5 nước rồi mà mình vắt cho ráo rồi. Bây giờ mình xé ra rồi mình thấy các bạn thấy không nè. Đó. À, thấy không? Nước nó rụt. Bây giờ mình xả lại mấy nước nữa nha. Cho nó thiệt ráo vậy nó ra hết cái nước này nè. Khi mình làm khô nó mới ngon nha. Bây giờ mình đi xả lại nữa. Bây giờ sườn mình đã xả là 4-5 nước luôn các bạn. Nước thứ 5 nó mới trong veo nha. Rồi mình vắt cho thiệt là ráo nè. Bây giờ mình làm gia vị. Bây giờ ở đây mình cho vào đây 1 muỗng. Để mình lường cho chính xác nha. 1 muỗng lùm lùm cà phê ngũ vị hương. 1 muỗng này muỗng cà phê nha. Muỗng lùm lùm thôi, không có dung. Ở đây là bột xá xíu. Mình bỏ vô tủ lạnh nè các bạn. Mình ăn bỏ tủ lạnh để ngoài mình sợ nó bị hư á. 1 muỗng rưỡi cà phê bột xá xíu. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dung bột niêm. Hai muỗng cà phê dung đường. Một muỗng bột nghệ lùm lùm, cũng muỗng cà phê luôn. Đây là mình làm nước mắm chay. Mình cho 1 muỗng canh nước mắm chay. Mình cho vào đây 1 muỗng canh, có muỗng nó lộn, 1 muỗng cà phê dung. Cái này cũng khoảng 2 muỗng cà phê lùm lùm ớt các bạn. Ớt này ớt cay lắm nha. Bây giờ mình sẽ cho một chén gia vị vào nè.
mình lấy trai mình trộn nha, trộn nó mới đều được. Cái này các bạn nào mà cái nó có cái lò mà nướng mà không dầu á, các bạn bỏ vô các bạn nướng cũng ngon lắm nha. Còn cái này mình làm mình sấy trên bếp thôi. Giờ tiếp tục mình cho hết vào. Mình sẽ cho vào đây muỗng cà phê lùm lùm bột ngọt nha các bạn, cho cái vị nó dịu lại nó mới ngon. Bây giờ mình ướp đây để cho nó thấm, rồi nó thấm xong rồi mình sẽ quay lại chia sẻ tiếp. Khô gà lá chanh này không phải có xả nó mới ngon, nhưng mà nếu mình cho xả vào một lát nữa mình làm nó hay bị khét lắm nha. Tại xả nhỏ nhỏ nó dễ bị khét. Mình nhồi cho nó đều. Cái này là ba bịch sườn non nha các bạn. Đó, mình nhồi cho nó đều hết trơn rồi. Còn cộng trắng, cộng màu nè, cộng này trắng chưa đều. Giờ mình làm đều hết trơn luôn. Bây giờ mình lấy một cọng mình nếm thử có vừa không nha các bạn. Rất là vừa ăn luôn nha. Nó cay cay mà nó vừa ăn lắm. Này mình làm ba bọc sườn non thì mình gia vị hồi nãy các bạn cũng đều thấy rồi đó. Thôi giờ mình để đây, mình lấy cái nắp mình đậy lại rồi mình để đây, rồi khi nào mà nó thấm rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Giờ mình đậy rồi để đây. Giờ sườn của mình đã thấm rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bào mớ xả. Đây xả mình đã lấy cái gốc đó bà. Cái gốc mình sắc xéo xéo vậy nè. Mình cho vô. Còn ở đây là lá trúc nha. Đây. Lá trúc là nó như vậy nè, mình cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ mình sẽ ngắt ra. Còn cái lá mà không có hai cái nó dính lại vậy nè là lá chanh nha. Lá trúc mình làm nhiều chút cũng không có đắng mà nó lại thơm. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra ăn ít. Rồi mình sẽ cho ít nguyên lá vào. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên để mình chiên sườn nha. Mình chuẩn bị cái khăn chống thấm này nha các bạn. Khăn thấm dầu chứ nói lộn. Mình bắt dầu, dầu đã nóng rồi nha các bạn. Mình cho sườn vào. Giờ nó vàng là mình vớt ra nha. Những cái lá này các bạn khi mà nó nguội nó giòn á, mình ăn kèm với cái này ngon lắm nha. Mình ăn khô mình ăn kèm thiệt là ngon luôn. Mình vớt ra rồi, bây giờ mình cho qua đây. Cho nó hút dầu bớt thêm nữa nha.
Bây giờ mình tiếp tục chiên cho hết luôn. Bây giờ mình đã chiên xong rồi nha các bạn, ngon quá. Các bạn cứ, cô chú cứ làm sắc sả như mình nha. Sắc to như mình như vậy chứ đừng có bầm nhiễm. Bầm nhiễm mình khi mình chiên á, sả nó sẽ bị khét hết. Còn mình sắc to như vậy, sườn vàng nó cũng vàng luôn khi mình ăn kèm nè, rất ngon nè. Cộng sả nè. Bây giờ mình để nguội, mình sẽ cho vào keo. Bây giờ món ăn của mình hoàn thành rồi, để mình ăn thử miếng có giòn không nha. Nó còn nóng mà vẫn giòn á ba. Cái này nó nguội nó còn giòn sẵn nữa. Nó còn nóng á mà vàng, mình mới vừa vớt ra mình ăn thử mà ăn giòn vậy á. Khi nó nguội nó giòn lắm không? Phải lát ra lá. Ngon quá, thơm quá. Nếu các bạn kiếm được lá trúc á, mình chiên nó ngon hơn lá chanh nha. Lá trúc nó không có đắng. Mình chiên mình ăn kèm nha. Rất là ngon luôn. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà cô chú anh chị em làm món tương là mình ăn kèm như này cũng xong nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cô chú anh chị em làm món này ngon miệng nha. Cô chú anh chị em nhớ làm lần mình cứ làm đại 3-4 bịch đi, mình làm 3 bịch nè, nguội mình cho vào keo. Thôi giờ mình xin chào.